Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đến từ Bà Rạ người nha. Xin chào anh em của game kho báu truyền thuyết nha, mình đến từ Bà Rạ bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video mình của like share thì đăng kênh được khi phải xin nhiều ạ. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt đại tướng Frankie mới anh em nhá. Ok, trước tiên thì có những hàng ngày gọn ghé qua làm nhiệm vụ tổng bộ ở đây anh em, quên nhiệm vụ linh tinh các kiểu đó bạn. Yo, ngon nhờ. 960 kim cương các kiểu. Ui, hơi ít các bạn. Yo, khởi đầu 120 được của nó anh em. Thôi nào nổ phát 300 đi. Hai vé ngon này. Cũng được của nó anh em, tuyệt vời. Rồi 300. 300 giờ phải thêm sắp phát 600 các bạn. Nào, không lỗ các bạn. Rồi, hoàn thành nốt cho xong các bạn. Ok, có 1K7 kim cương à. Vô 300, ngon này. 60, lại là 60 các bạn. Tiếp tục 60 anh em. Đùa lổ phá nào. Vé cam cũng được các bạn. 60. Wow, cảm giác được bù đắp quá các bạn. Cảm giác được bù đắp ghê anh em. Qua ngày hôm nay như ngày cuối sự kiện anh em, nay ngày cuối sự kiện ạ. Thư chúng ta có gì đây? Champion vận chuyển ARR kho báu đồng đội anh em, nhận nhanh nào. Ok, xóa đã đọc anh em. Rồi, quyết chiến thượng đỉnh các bạn, vận chuyển nào. Nhận nào. Rồi ok các bạn, úp đội lên nào. À, lên cấp 5 là đầy anh em, lên cấp 5 là đầy nha. Đến quyết chiến nào. Còn gì nữa không? Hết rồi các bạn, sương sương hết rồi. Chúng ta đi lấy cốt đại tướng Frankie thôi anh em. Ok, để lấy con em mới thì các bạn lên kho báu truyền thuyết huyền thoại chấm hatclan anh em nhé. Đây, sự kiện mới anh em. Frankie đại tướng. Frankie đại tướng sẽ ra mắt vào quán rượu tối nay anh em nhé. Chuẩn bị để chuẩn bị chiêu mộ đồng đội này thôi anh em. Về skin thì tôi điểm qua anh em rồi nên là không nói nhiều. Để chúc mừng sự kiện đại tướng Frankie thì chúng ta có sự kiện nhận code anh em nhé. Chuyển tin nhận code đây. Like xem bài viết ở dạng công khai, comment cảm nhận về tướng Frankie anh em và tag hai người bạn. Sau đó thì chờ nhận gift code anh em. Phần quà của chúng ta là bao gồm 1 triệu Belly, 5 vé chiêu mộ cao cấp, 30 tốc độ FP và 30 tốc độ Belly 5x5 các bạn nhé. Rồi, like và share bài viết ở đây ở dạng công khai. Comment là Frankie Mai Đình à, for anh Frankie Mai Đình đúng không? Thì các bạn comment gì cũng được. Thôi thì comment này thôi anh em. Hàng nào. Rồi anh em đã tôi 5 giây được. Tôi check mấy anh em mà hay gắn thẻ, tôi nhớ tôi phải gắn thẻ lại các bạn. Mấy ông mà hay gắn thẻ tôi là tôi phải gắn thẻ lại ngay các bạn. Rồi ok các bạn, đang hai người bạn vào nữa. Xong. Anh em đợi 5 giây nhà phát hành trên nhắn tin cho các bạn thôi. Rồi. Frankie đại tướng. Đấy. Sau đó thì lập tức sẽ nhận được một nhận code của Frankie đại tướng anh em. Đây. Đó, bao ngon các bạn, nói chung là code thì bao ngon anh em. Cứ gọi là ngon lành cảnh đào luôn các bạn. Chép nào. Xong, ok, giờ thì quay về in game để nhận thôi anh em. Rồi các bạn nhập code mới nào. Đại tướng Frankie để code đúng riêng nha, nên là anh em nào muốn lấy thì tranh thủ lên mà lấy thôi. Để cũng thông báo lại luôn. Rồi. Ok các bạn.
Giờ thì làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Quán rượu nào, miễn phí. Làm nháy nữa nào. Yo, từ dương giam đồ, ngon đấy nhờ. Đu 57 phiếu là ngon nhờ. À, 67 rồi anh em, 67 phiếu rồi, mai là hơn 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 nữa rồi. Ngon rồi anh em, mai là thoải mái rồi. Sự kiện là từ anh em, tôi chưa làm đây rồi anh em, vào càn quét làm nhiệm vụ thôi. Tranh thủ cứ lúc nào rảnh rảnh thì vào làm nhiệm vụ hết thôi các bạn. Ok anh em, hôm nay ngồi xem nhé, hôm nay chúng ta ngồi xem đi, các bạn chịu khó ngồi xem tôi. Hôm nay tôi sẽ ngồi xem để xem sao bữa vì sao mà thua anh em. À, tôi có vẻ thấy lý do rồi anh em. Có vẻ như mình cũng thấy lý do rồi anh em ạ. Cố già nào. Úi dồi ôi, cố già công ty như thế thì toang rồi. Không cháu nào được được gọi là auto luôn, à quên đấy luôn anh em. Nhấn kích các bạn, thế thì hơi toang. Bùng phan nữa nào. Rồi. Chopper nó hồi máu này thì chịu sao nổi nhiệt các bạn. Nhìn thấy anh em chopper hồi máu không chịu nổi nhiệt các bạn. Bỏ qua đi, thua là thua anh em. Chưa qua được map đây đâu. Nhìn thấy rồi các bạn. Impel down nè. Rồi, càn quét phát anh em. Đảo người cá. Ok các bạn. Để xem hôm nay có ăn được không các bạn nhé. Ra trận nào. Chiến chiến. Về kiểu này đi anh em. Bỏ Marco ra cho anh này vào luôn. Ok. Úi dồi. Chưa gì mà thấy bố già đã toang đấy nhờ. Bật bố già ra coi anh em. Marco vào luôn ạ. Công cũng vậy các bạn, không thay đổi được trận hình thôi, càn quét cho nó khỏe. Ok con đường rồi. Rồi bên này có cháu nào mới không? Không các bạn, anh quanh thì vẫn vậy thôi. Ok à, ở đúng rồi, bữa ăn được nhỉ, quên quên bữa đang ăn được đúng rồi các bạn, quên bữa đang leo tầng này đang ngon các bạn, quên mất bữa, quên mất anh em. Kiểu thất vũ hải đang lên tầng anh em. Do là bữa lên được mấy cháu lên thêm các bạn, bây level đều 280 mấy rồi nên là ngon luôn các bạn. Đây nào. Kít dâu đen vào coi. Rồi anh em trước mắt là thấy cũng được ổn rồi, thất vũ hại này, nhận quà. Con, lượm lúa luôn anh em. Nhận quà. Túi đồ, room nè. Mạnh nên không có gì đặc biệt các bạn. Hết chưa? Gần như là hết rồi các bạn. Nhận quà rồi, hốt quà nào. Đùa thề mấy ông này siêng đấy nhờ. Ngày nào cũng phải đánh lên xuống này mới chịu được hay sao các bạn. Không lên xuống là không chịu được anh em. Mấy bạn này chơi team gì đây? Dây lây nữa hả? À, cô cũng được đấy, nhìn trông ngon lành đấy. Cứ từ từ để đợi tôi, mấy nó úp lên để nói chuyện sau các bạn. Nên nào, hôm nay lên điểm chưa biết. Chắc này lên được rồi các bạn, hôm nay lên điểm rồi. Đùa, hắn lên khó đấy à. Hai ván nữa cho hoàn thành nhiệm vụ luôn anh em. Xong xếp hạng. Ok kìa. Quen tay các bạn rồi. Nhiệm vụ nào. Hốt quà các bạn, hốt quà. Rồi. Nhận quà các bạn. Hàm đội. À hôm nay có chiếm pháo đài này. Toàn khủng đây.
U là trời. U là trời các bạn. Rồi, tiêu chính khu vực này đi các bạn. 6m. Úi dồi, 6636 các bạn, không ăn thua. Thôi thì bám trụ theo cho nó vui thôi vậy anh em, biết sao giờ. Thì 66 thì 36 là nhìn thấy rồi anh em. 2 lên được 42 à. Lại lên được 42 anh em. Thôi cũng được ạ. À. Rồi. Rồi sắp pull 30 hết rồi anh em. Ôi, nốt nhiệm vụ. Xong, anh quanh hết nhiệm vụ ngày hôm nay anh em. Rồi video tôi kết thúc đây anh em nhé. Hẹn một clip theo. Chuẩn bị ngày mai triệu tập đại tướng Frankie rồi tính tiếp anh em. Ra đi, bye bye mọi người.